xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch là một trong những địa phương ngập lụt nặng nhất trên địa bàn tỉnh. Nhiều ngày qua, tất cả học sinh trên địa bàn xã phải nghỉ học do nước lũ dâng cao. Ngay khi nước rút, công tác vệ sinh, dọn dẹp trường lớp, cảnh quan đã được các nhà trường khẩn trương thực hiện để đón học sinh trở lại trường học. Tại trường tiểu học Sơn Đông, từ hôm qua tới nay, rất nhiều lực lượng đã được huy động để hỗ trợ nhà trường dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, kịp đón học sinh quay trở lại trường. Tuy nhiên, điều mà nhà trường lo lắng là nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học bị hư hỏng. Để nói về thiệt hại thì sơ bộ ban đầu thì toàn bộ tài sản nhà trường thì mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà một số bàn ghế của học sinh thì đã bị ngập trong nước và khu bán trú đồ đạc đã chìm đắm trong nước, dâng cao trên lưng nhà và toàn bộ tài sản những cái mà không chạy được. Ngập trong bùn đất cũng là khung cảnh chung của các trường học trên địa bàn xã Sơn Đông. Hôm nay, nhiều cán bộ, giáo viên cùng các lực lượng cũng đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên và lớp học. Nhiều cô giáo, thậm chí nhà riêng còn đang bộn bề, nhưng tạm phải gác lại để đến trường nhanh chóng khắc phục hậu quả, kịp đón học sinh trở lại trường. Mà cái lớn nhất của giáo viên trường mầm non Sơn Đông đó là sau lụt thì muốn được dọn dẹp thật nhanh để đón các con đến trường ạ. Những ngày qua, học sinh tại nhiều xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn huyện Lập Thạch phải nghỉ ở nhà, chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến. Ngay khi nước lũ rút, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ, huy động trên 300 cán bộ giáo viên, nhân viên các nhà trường tới giúp khắc phục hậu quả sau bão. Với phương châm, nước rút tới đâu, khắc phục tới đó, đảm bảo an toàn mới cho học sinh quay trở lại trường học. Còn đối với ngành giáo dục, chúng tôi thì đã trong ngày hôm qua đã huy động lực lượng các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên các nhà trường đến hỗ trợ ba trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Sơn Đông thì cũng đã vệ sinh được trong phòng học và kê xếp lại bàn ghế trong phòng học. Còn sáng nay thì qua đêm qua thì đã rút nước rút khỏi sân trường, thì trong ngày nay chúng tôi đã huy động tiếp tục đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên các nhà trường cũng quyết liệt đến để hỗ trợ khắc phục. Cùng với sự chung tay của các lực lượng, các nhà trường trên địa bàn xã Sơn Đông đang khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đảm bảo trường lớp đón học sinh trở lại trong tuần tới, với quyết tâm không để thiên tai làm ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục.